sống xã hội theo một góc nhìn mới, đa chiều, thẳng thắn, cởi mở, bất ngờ. Chuyện cuối tuần với đạo diễn Lê Hoàng. Chào các bạn, đây là chương trình Chuyện cuối tuần trên kênh VTV9 của Đài Truyền Việt Nam. Trước mắt chúng ta là nữ ca sĩ xinh đẹp Vy Oanh. Cho em gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Và chủ đề của chúng ta hôm nay đó là Vy Oanh với những lần tái xuất liên tục. Trước khi chương trình bắt đầu, xin Vy Oanh giới thiệu cho công chúng cái lý lịch nghệ thuật của mình một chút đi. Và em cũng rất là vui vì cái lần tái xuất này lại được trò chuyện với anh sau 7 năm. 7 năm? Dạ. 7 năm được mình quen nhau 7 năm rồi à? Vâng, rất là anh nha. Thế à? Dạ. Mà hai người vẫn đẹp đúng không? Anh đẹp hơn. Để lợi dụng truyền hình để khác nhau. Dạ. Thì ban đầu tiên là em học trong nhạc viện thành phố. Nhưng mà khi mà ra trường thì em lại bén duyên với một vài bộ phim, cũng may mắn được đóng vai chính. Nhưng mà sau đó em lại được khán giả nhớ trong những cái ca khúc nhạc phim là như Cho Em Một Con Đường, Những Điều Nhỏ Nhoi, là những cái sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Và bắt đầu từ đó thì em bắt đầu đi hát kiếm tiền nhiều hơn. Nên là em yêu cái nghề hát hơn là nghề diễn. Nghĩa là nó hơi... khoa đầu tiên là học nhạc viện. Dạ. Rồi sau đó làm diễn viên. Dạ. Rồi sau đó là hát, rồi là yêu hát hơn diễn. Dạ. Trời ơi, đừng nói là sắp làm người mẫu nha. Không, là thôi anh, dạ, thôi, dạ thôi. Người ta nói biết mình biết ta trăm trận trăm thắng này, em cũng dám đâu. Sao? Thì tại vì lúc đó em đi hát á, nó nhiều tiền hơn đi diễn. À, thì mới đủ để em trang trải đi học. Thế sao lại nói ra một cái lý do mà nghe nó không có cao quý gì cả thế? Không phải nói thực tế, vì em vừa đi làm vừa đi học mà. Dạ. Rồi là em coi như là cái nghề đến với em nghĩ là đầu tiên nó bằng cái sự mưu sinh, chứ không phải là nhiều đam mê. Rồi sau đó, đó cái nghề nó làm cho mình vừa đam mê mà vừa mưu sinh. Bằng nào nhiều hơn? Em nghĩ là nó bằng nhau. Rồi thì là em cũng có những cái bước tiến trong nghề mà em nghĩ rằng là đến thời điểm sau này khi mà em có gia đình rồi, mình nhìn lại thì mình vẫn cảm thấy là mình có một chút tự hào, một chút vui, bởi vì cũng có một cái chút dấu ấn để lại, như là cái album đồng Sunfly, coi như là một cái ghi dấu cái chặng đường nghệ thuật của em. Rồi về sau này mà lỡ coi như là không có làm được cái gì nữa là cũng vui rồi. Dạ. Như vậy là kể từ ngày đầu tiên đóng phim cho đến ngày hôm nay là anh đã có bao nhiêu năm làm trong showbiz rồi? Dạ, em vào nhạc viện thành phố năm 2003 là cũng đã bắt đầu đi hát đám cưới tà tà rồi. Đám cưới rồi. Dạ vâng. Thì đến năm 2007 em cũng có ra album. Thì lúc đó chưa có được ghi dấu nhiều như là Cho Em Một Con Đường, Những Điều Nhỏ Nhoi, nhưng mà cũng được khán giả nhớ đến qua những cái ca khúc mà em remix lại, như Cô Thắm Về Làng, hay là cái ca khúc em viết nhạc ngoại lời Việt, như là Mưa Nhạt Nhòa. Đó. Thì 2007 tới nay là bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp đó. Như vậy là 2007 đến nay là hoạt động chuyên nghiệp, như vậy là 13 năm. Dạ. Lấy chồng vào khoảng nào trong cái 13 năm đấy? Dạ, hay... thì em mới chớm nở một phát là em lấy chồng đó anh. Trời ơi, thế là sao? 2007 vào nghề thì 2007 lấy chồng. Dạ, thực ra là em nở bung nhụy là năm 2012. Là em ra album Fly với Đồng Xanh, là lúc đó được mọi người nhớ đến nhiều và ghi dấu cái tên Vy Oanh trong lòng khán giả. Cũng có được khá giải thưởng. Thì là em cúp cua đó. Thì là lấy chồng. Là 2014 là em có baby. Có nghĩa là sao? Cái thời kỳ em lấy chồng là em có nghỉ hát, nghỉ đóng phim à? Em có, tại vì lúc đó em nghĩ nhiều cho con của em và em muốn con có một cái tương lai nó vững chắc ngay từ đầu á. Thì em nghĩ rằng là có thể mình tiền bạc mình sau này không có cho con, không cần phải cho con nhiều, nhưng mà cần cho con những cái căn bản, cái nền móng. Nên là em cũng cuốn gói đi qua nước ngoài để mà em ra nước ngoài sống mất bao lâu? Dạ, em sống cũng 2-3 năm. Tại vì anh biết không, cái thời điểm mà em qua đó là cái thời điểm mà em thay đổi cái cuộc sống mình chóng mặt luôn. Có nghĩa là vừa lấy chồng, vừa mang thai, vừa sinh con, cho nên mọi thứ nó cứ lằng nhằng. Là 2-3 năm em ở nước, cụ thể em ở nước nào? Em ở Mỹ. 2-3 năm ở Mỹ? Dạ. Vậy em sanh ở Mỹ à? Dạ. Em sanh ở Mỹ, 2-3 năm ở Mỹ. Rồi em quay lại Việt Nam năm bao nhiêu? Quay lại có tí thôi lại đi Mỹ sang tiếp đứa hai. Thế là dùng chữ tái xuất ở đây là không những tái xuất một lần mà đúng là vài lần là như dạ vậy vâng, đúng không? Dạ vâng. Đó là tái xuất cả về việc sanh con lẫn cả việc hát. Dạ. Khi em về thì cái tái xuất đầu tiên là về hát hay là về diễn viên?
em hát thôi. Về sau này thì thực ra em chỉ có thời gian đóng phim lúc mà khi em chưa hoạt động hát nhiều thôi. Còn về sau này thì đa số là em đi diễn nhiều. Cho nên bây giờ nếu mà gọi với anh thì em gọi là viên ca sĩ thôi, em gọi là với anh diễn viên nữa. Vâng. Thế cái việc mà em, bởi vì thế này này, nghệ sĩ nữ thì rất nhiều kiểu, rất nhiều cái cách, hoặc là không bao giờ lấy chồng cứ hát hoài. Hai là hát rồi lấy chồng thì thôi. Ba là hát và lấy chồng và hát liên tục. Còn em là gì? Hát, lấy chồng, nghỉ, xong là hát, xong lấy chồng, xong đẻ con, xong lấy nghỉ. Lấy một lần thôi. Nhưng mỗi lần thân lại nghỉ. Thì cái tại sao em lại lựa chọn như vậy? Em nói rằng là em vì lo cho con. Nhưng mà cái này anh nói thật nhá. Trên hạ nghi là bởi vì em nhiều tiền quá, em không cần hát nữa. Cái này đúng không? Thôi tiền không nhận đi. Ai mà không thích. Những cái lúc mà em có cái ca khúc hit để cho em khóc. Thực ra là mọi người mời em đi diễn nhiều, em thích lắm. Nhưng mà em vừa mới sinh bé xong làm sao mà đi diễn. Dạ thì đó. Cho nên là em nghĩ là cái duyên. Và có lẽ là cuộc sống này thì không bao giờ mà mình sẽ được hai thứ cùng một lúc. Nên mà khi em đã chọn gia đình rồi thì em phải dành mọi thứ ưu tiên đầu tiên cho gia đình. Tiếp đó thì mới đến sự nghiệp. Tại vì nếu mà hai vợ chồng mà người nào cũng mê sự nghiệp hết rồi là ông xã em cũng không yên tâm, mà bản thân em cũng không yên tâm. Để mà có thể, vì em thấy là thời buổi hiện đại thì mình không nhất thiết phải là vào chăm con tới mức mà chăm từng tí hay là từng nấu từng bữa ăn, nhưng ít nhất mình cũng phải là cái người quán xuyến gia đình. Thì muốn quán xuyến gia đình thì phải có thời gian ở nhà. Em nghĩ một ngày ít ít cũng phải 1-2 tiếng ở nhà thì mới biết được cái ngày đó nó diễn ra như thế nào. Để mà con mình ăn như thế nào, hôm nay nó có khỏe hay không, rồi nó tiếp thu mọi thứ như thế nào, hay là về chồng mình sao làm sao đâu em. Dạ thì là em cũng phải sắp xếp. Cái thời gian đầu tiên em cũng lao đao lắm, bởi vì em chưa quen. Và em có nhiều cái sự tiếc nuối, vì là mình cũng đầu tư, mình cũng rất là thực ra hồi xưa lúc mà em còn làm nghề thì em làm chăm dữ lắm. Dạ em làm ngày làm đêm, thậm chí nhiều khi cái chuyện tình cảm em còn ít nghĩ tới, em tập trung công việc nhiều lắm. Nên khi mà em làm người phụ nữ của gia đình thì khoảng 1-2 năm đầu tiên là em cũng hơi chao đảo, hơi chạnh lòng. Nghĩa là có buồn ngỡ nghe à? Có, dạ. Đến ngày hôm nay em ra bao nhiêu album rồi? Về sau này thì cái phong trào ra album nó không có nhiều, cho nên là em ra bài hát. Nhưng mà em thấy em không đếm được, nhưng mà nhiều lắm, bởi vì ở ngoài những cái hoạt động nghệ thuật thì em cũng có cái kênh thiếu nhi á, dành cho trẻ em. Thì cái kênh này thì em hoạt động sau khi mà em về nước, và em nhận thấy ở Việt Nam chưa có một cái kênh nào để mà dạy bé học qua bài hát. Thì em gầy, thì trong cái kênh này thì em sáng tác toàn bộ thì cũng khoảng 100 bài. 100 bài? Dạ, là em sáng tác rồi là làm trên cái kênh. Thì hiện tại kênh là nó cũng được tới lúc vàng rồi. Rồi. Em hoạt động khoảng 2 năm. Em ra được bao nhiêu cái MV rồi? Dạ MV thì nhiều lắm, tại vì cái hồi đầu em mới bắt đầu đi hát á, em còn nhớ lúc đó mẹ nuôi em cho em mượn tiền là làm album. Bao nhiêu? Khai thật đi. Chỉ có 30 triệu thôi mà quay được tới 4-5 bài trong một ngày. 30 triệu. Dạ. Thì là thời điểm đó là em đã có được tới 4-5 MV rồi. Dạ. Nhưng mà thực ra thì để mà cái MV mà gây chú ý và nó được chỉnh chu nhiều hơn thì em nghĩ là những cái MV sau đó. Dạ, chẳng hạn như trước cái đồng xanh Fly thì em có cho em một con đường, có lẽ cái album đó em cũng quay vài MV, nhưng mà nó cũng không phải là nhiều tiền lắm đâu. Nó rơi vào tầm khoảng em nhớ cái thời điểm đó quay cao cấp hơn cái lúc sau đó thì khoảng 30 triệu một bài thay vì 30 triệu mấy bài. cái MV mà em đầu tư lớn nhất ấy, nó bao nhiêu tiền anh nghe đòi ghê lắm á. Dạ thì cái đó thì, nhưng mà theo em cái công sức nó nhiều hơn, tại vì á vừa rồi em mới remix, em mới phối lại cái bài hát này, và khi mà em vô phòng thu rồi em mới suy nghĩ là nếu mà mình của bây giờ chắc chắn mình sẽ không làm được cái điều trước đây mình đã từng làm. Vì từ cái cách hát, từ cái sự ngây thơ, từ cái nhiệt huyết, từ cái kiểu mà giờ kêu em ra ngoài núi ngoài đồi ngoài sông ngoài suối mà tới 5 ngày mới có được một cái MV, chắc em không làm nổi. Dạ. Bởi vì em quay tới 5 ngày, mỗi ngày lấy được có 1 phút mà. Năm đó là năm 2012. Thì cái MV Fly là em đầu tư khoảng 1 tỷ. Dạ. 1 tỷ của năm 2012. Dạ. Trời ơi, quá lớn đúng không? Dạ. Chưa kể những cái xung quanh như là họp báo. Bây giờ nó tên là bây giờ đánh trên YouTube vẫn còn đúng không? Dạ vâng. Thì Fly với Đồng Xanh nó là chung trong một album đó.
Thì riêng cái fly thôi là đã 1 tỷ. Nhưng mà thực ra tất cả tụi em quay bằng sống hết chứ không có kỹ xảo. Chẳng hạn như là cái xe bay lên trời cũng là thật luôn. Cho nên là máy móc xe cổ đưa từ thành phố ra mà không có quay ở Sài Gòn. Tụi em quay ở Phú Yên, rồi ở Nha Trang, rồi ở nói chung là 3-4 điểm. Dạ. Rồi nói chung là mọi thứ nó đều là thật hết. Nên là nó cũng kỳ công. Dạ. Em nghĩ là mọi người nói em là cái người đạo diễn này lấy tiền của em nhiều quá này nọ các thứ. Nhưng mà em nhìn mọi thứ đó rất là chật vật. Thậm chí như cái cảnh bay thì cũng tới mấy trăm diễn viên đi ra ngoài đó để mà ở dưới cầm bóng bóng bay lên thì ý em là cái gì cũng anh cũng muốn thật. Em cảm nhận được đạo diễn là một người rất rất là yêu nghề. Dạ, anh Bon Hồ thì anh chỉ chuyên quay về quảng cáo là nhiều thôi. Thì em thấy anh yêu nghề lắm, cho nên là kiểu như là cứ muốn chơi cái gì cho nó thiệt lạ lùng, mà thực ra thời điểm đó cũng chưa ai làm cái đó. Có nghĩa là thế này, em là một nghệ sĩ mà nghĩa là có những thời gian nghỉ cũng rất lâu. Yeah. Rồi trở lại thì cũng rất là tốn kém, rồi lại nghỉ, đúng không? Thì cái đấy là cái bản tính của em hay là cái điều kiện của em. Bởi vì nói thật thế này này, nghệ sĩ em biết không, nghệ sĩ sợ nhất là cái gì em biết không? Nghệ sĩ sợ nhất là sự lãng quên. Yeah. Đúng không? Yeah. Mà cái không phải dễ mà trở lại đâu. Bởi vì rằng là công chúng thì phải nói là cuộc sống hôm nay thì công chúng họ rất là vô tình. Yeah, vâng. Có nghĩa là cái gì ảo ảo đấy rồi. Một ngày biết bao nhiêu nghệ sĩ ra album, biết bao nhiêu bài hát, biết ra họ tung hô đấy rồi họ lại quên đấy, đúng không? Cho nên rằng là cái chuyện mà trở lại của em thì về cái khát khao là đúng, nhưng có phải chăng là vì em có điều kiện nên em nghỉ cũng rất là tự tin và em trở lại cũng rất là tự tin không? Chứ còn nhiều người là có thể nói là trở lại vô vọng lắm, khó lắm đó anh. Em nghĩ cái điều kiện để em tự tin đầu tiên đó là em nghĩ mình có tài năng trong âm nhạc. Chứ không phải có tiền. Em thấy thời điểm này ai chả có tiền. Đâu có, anh nghèo chết rồi được. Mọi người bây giờ đi làm kinh doanh không ai cũng có tiền. Nhưng mà thứ nhất là cái bản năng thì có thể là em sẽ khai phá mình theo cái cách của riêng mình. Thì em vẫn tự tin rằng là trong cái con đường tương lai của em, bất cứ lúc nào em cũng đều có cái khán giả của riêng em. Còn cái việc mà em ngưng rồi em hát thì thực ra nó là bất khả kháng. Và trong những cái lần mà em ngưng ở đây là em cũng không ngưng hoàn toàn. Mà em vẫn cho ra mắt những cái sản phẩm, chẳng qua là nó không có được bài bản như khi mà mình, chẳng hạn như mình mang bầu thì làm sao mà có cái sản phẩm chỉnh chu như khi không mang bầu. Chắc chắn em chỉ có thể ra tiếng hoặc là ra những cái hình ảnh trước đó. Nhưng mà cơ bản là em hoạt động liên tục. Em vẫn hoạt động liên tục. Chỉ có là tái xuất ở đây em nghĩ nó dành cho những cái chắc là mọi người thấy em không có xuất hiện trên báo đài đó, thì tại vì em không có thời gian để đi quay hình. Yeah. Nhưng mà ví dụ như đến phòng thu để thu âm xong á, chẳng hạn như năm ra 2-3 bài thì em vẫn có thể làm được, thì có nghĩa em vẫn hoạt động theo cái kiểu đó, chứ em chưa bao giờ suy nghĩ là mình sẽ bỏ luôn cái nghề này của mình. Bởi vì em nghĩ là bất cứ người nghệ sĩ nào nói tới cái điều mà phải bỏ cái đam mê của mình chắc là cũng không ai có cam đảm để mà làm đâu. Có thể bốc đồng thì chia sẻ thôi, nhưng mà bản thân có thể rất là khó. Chính vì vậy mà từ đó tới giờ em chưa bao giờ em tuyên bố là em ngưng hay gì hết, tại em biết mình không có làm được. Nhưng mà tái xuất là khó lắm đó nha. Vâng, khó lắm, bởi vì rằng là công chúng họ nói thật với anh là thế này, anh đã có gặp những ca sĩ mà họ xin lên sân khấu hay họ xin hát mà họ nói là họ hát không, họ không lấy tiền. Nhưng mà họ tất nhiên họ dặn những người kia là giấu cái điều đấy. Được. Bởi vì họ chỉ muốn là để cho công chúng còn nhớ đến thôi. Vâng ạ. Chứ không phải là thù lao rồi đấy gì cả. Dạ đúng rồi. Thành ra là em có cho rằng là mình may mắn có điều kiện để mà bài tái xuất liên tục không? Thực ra mà nói á, tất cả những cái điều gì mình có được đều phải từ gầy dựng hết. Nhất là những người càng có điều kiện thì họ càng thông minh. Nên là không có cái gì mà dễ dàng nếu như mình không cố gắng. Và bản thân mình phải biết được cái mục đích sống của mình. Mình hiểu được cái định hướng của mình. Thì em may mắn, em nghĩ cái may mắn đầu tiên có lẽ là mình được sinh ra với một cái hình hài bình thường, trời cho được một cái chất giọng. Và ba mẹ có thể là có được cái gen cũng là biết suy nghĩ. Dạ. Cho nên là em cũng biết định hướng cho cái cuộc sống của mình. Và em được học cái sự kiên nhẫn từ mẹ. Cho nên là trong những cái khó khăn thì mọi người nhìn thấy cái cuộc sống của em lúc nào nó cũng bình lặng, nhưng
thực ra ẩn sâu đó là những cái cao trào mà thậm chí nó như núi lửa vậy đó. Thế à? Nhưng mà em luôn muốn đem tới cho mọi người những cái điều tích cực nhất. Bởi vì em nghĩ rằng là cuộc sống thì ai cũng sẽ có những cái khó khăn. Nếu mà mình suốt ngày rên rỉ rồi mình suốt ngày bi quan, mình suốt ngày như vậy thì cũng chả làm được cái gì, mà những cái người người ta đọc được những cái thông tin đó, người ta bi quan theo mình. Nên là em luôn tạo cho mọi người, không tạo nữa, mà thực ra cái tính của em nó lạc quan như vậy. Những gì mà anh thấy ở em ấy thì là một cô gái nó thật là trắng trẻo, nhỏ nhắn, hiền lành, thậm chí nó hơi rụt rè nữa, chứ không phải là một cô gái mà gọi là năng động, gọi là quyết liệt. Nó khác lắm anh. Nó khác lắm. Nó thật ra là hơi yếu đuối. Ông xã em cũng làm như anh vậy đó. Cũng làm đó hả? Và hậu quả là ông ấy là gánh cái hậu quả đến tận bây giờ. Thực ra là cái cá tính của em thì nó khác hẳn so với cái bề ngoài, mà em cũng không phải là mình nhã nai hay là mình tạo ra cái gì cả. Nhưng mà nhiều lúc em cũng mắc cười lắm, tại vì là giống như ba mẹ cho em cái hình hài này, em có nhảy những cái bài vũ đạo thiệt là mạnh thì không biết sao lên hình nó cũng cứ nhẹ nhẹ, mặc dù bản thân em nhảy toát hết mồ hôi. Cho nên là em cũng không thể nào mà chọn mình hát theo những cái nhạc nhảy nhảy, mặc dù em rất là sôi động trẻ trung. Tính cách của em là cũng con nít lắm, lúc thì cũng người lớn mà lúc thì cũng con nít, nhưng mà cái người em nó vậy đó. Rồi cái tiếng nói cũng như là nhỏ nhỏ, cái gì nó cũng cứ nhỏ xinh xinh. Nên là mọi người cứ lúc nào nói em là nhỏ xinh xinh. Đó, cái là... Nhưng mà thực ra thì em là một người cá tính. Thế thì ba mẹ em thì cũng là bên quân đội mà. Nên cũng có kỷ luật và cái nếp sống nó là như vậy. Nhưng mà cơ bản là cái con người thật của mình thì nó rất là cá tính. Em không giấu cái điều này, tại vì thực ra là em cũng không phải là người thích giả nai đâu. Nhưng mà cái nai là tự nhiên. Đúng rồi, em nghĩ nó là tự nhiên, bởi vì em nghĩ em có hai con người. Một con người có khi cũng rất là yếu đuối, nhưng mà một con người thì lại quá mạnh mẽ. Chắc là cũng có thể do cái ý thức trách nhiệm của em từ nhỏ nó hình thành sớm lắm. Nên là cái giai đoạn mà em sinh ra đời là cái giai đoạn khó khăn nhất của gia đình em. Và lúc nào em cũng có cái chí hướng là mình phải thay đổi ấy, mình phải lo lắng cho gia đình ấy. Em có thể dẫn chứng cái sự mạnh mẽ của em bằng một cái bằng chứng cụ thể không? Thì bây giờ anh chỉ nghĩ là gia đình em lúc mà em học lớp 11 thì em mới có thể bắt điện cho nhà em, trước đó là xài đèn dầu, trong khi em sinh năm 1984 là tuổi Giáp Tý. Mẹ em là người ở đâu? Em ở Sài Gòn à? Trước đó là gia đình em là Nghệ An. Thế hả? Dạ. Thì em gia đình Nghệ An. Gốc là Nghệ An. Vậy em đẻ ra ở Nghệ An không? Thiết ạ. Em đẻ ở Phan Thiết. Là có nghĩa vừa mới di cư vô là sinh em đó. Mà coi như ba mẹ em là vừa di cư trên đường là mất hết sạch của cải, là đi vô đây là rất là khổ đó, là xin em đó. À thế hả? Dạ, chứ còn trước đó thì thực ra gia đình ba mẹ em là con nhà giàu đó, con địa chủ đó. Dạ. Em lớn lên trong một cái đèn rất là nghèo. Rất là lâu mới sắm được cái đèn dầu. Có nghĩa là em đèn điện, đèn điện là tới năm lớp 11. Nghĩa là em bắt đầu đi học mà có lớn rồi cũng có thể đi làm hè phụ giúp á. Thì về sau đó là em mới bắt đầu là sắm điện cho gia đình em. Xong cái năm lớp 11 em mới được xem tivi á. Đúng rồi, trước đó là coi cọp thôi. Rồi là em nghĩ cái phong thái của mình có lẽ là do ba mẹ mình ngày trước cũng là con nhà khá giả, nên cái phong thái nó sinh ra nó có sẵn rồi. Cái lúc đó thì em mới sắm cho anh trai của em ở cái tuổi cập kê đó một chiếc xe đạp để đi cô gái. Thì anh nghĩ đi, mà gia đình em có tới 5 anh chị em. Ôi trời ơi, thế à? Ai cũng rước mồm tơi như vậy, tại vì thực ra là lúc mà đi vô đây đã bị mất hết của cải rồi, cho nên nó cù bơ cù bất lang bang mà. Rồi con lúc đó còn nhỏ mà ba mẹ thì lớn tuổi rồi. Nên là em, trong cái ký ức của em, khi mà em bắt đầu biết một tí thì tóc mẹ cũng bạc hết rồi. Cho nên là đến bây giờ gia đình em thì đủ đầy rồi, mà ba mẹ em thì cũng mất rồi. Em cũng lo hết tất tần tật rồi, tới nỗi em lo được cho cả cháu đi nước ngoài học rồi, thì anh nghĩ em có phải trải qua những cái thứ khó khăn không? Có nghe rằng là cái sự tái xuất của em nó không phải chỉ có điều kiện không, mà nó còn có ý chí nữa, đúng không? Vâng ạ, em nghĩ về sau này thì 2012 khi mà em bắt đầu nổi lên rồi thì cái lương ca sĩ lúc đó của em cũng cao rồi, và em cũng có những cái mẹ nuôi ấy. Em có mẹ nuôi em kinh doanh giỏi nên em cũng biết đường làm ăn. Thì cái thời điểm về sau đó thì thực ra cuộc sống em nó cũng đỡ rồi. Nó đỡ nhiều rồi, nó không phải bươn chải, nó cũng phải lo lắng cho mọi người nữa. Ai cũng, gia đình em thì được cái là rất là ý thức, chứ không có dựa dẫm. Nên là mọi người ổn định rồi. Nhưng mà
Em không có ngại lao động, nhưng mà em may mắn ở cái điểm là em thấy là mình may mắn hơn mọi người, đó là cái tinh thần lạc quan. Dạ, nghĩa là ba mẹ em, gia đình em tuy khó khăn nhưng mà rất là thương yêu nhau và lạc quan. Cho nên là ba mẹ cưng em lắm, kể cả việc em đi làm từ nhỏ cũng là do em trốn thôi. Chứ cũng may cho em đi làm. Bởi vì thế này thì học ở nhạc viện thì cũng hàng bao nhiêu người, nhưng mà để bon chen lên sân khấu mà liều mạng và ấy, có nhiều người cả đời hát không dám lên. Khi mà em học trong nhạc viện thì em nói là em may mắn là được đi hát đám cưới đó. Dạ, thì em hát đám cưới lớp em chỉ có một hai đứa được đi hát thôi. Là em hát xong em giới thiệu cho nhỏ bạn là hai đứa chạy show đám cưới. Có nhiều người có giọng hát thì không dám hát. Dạ. Chứ không, bởi vì hát đám cưới thì cũng có cái hay, nhưng có nhiều người cũng cho là một cái gì đó cũng hơi tệ. Thời điểm đó của tụi em còn là sinh viên cho nên được đi làm cái gì đó có tiền mà với cái nghề của mình thì em nghĩ là không ai từ chối đâu. Chẳng qua mấy bạn không có cơ hội thôi. Dạ, thì vì mình vừa thực tập mà nó cũng là cái sân khấu mà nó phải từ cái nhỏ nó đi lên, còn lại em không có vô công ty. Cũng có nhiều bạn cái thời của em thì họ vô công ty ngay từ đầu, nhưng mà bản thân em thực ra em cũng khó ai nắm được em lắm. Bây giờ em nhìn lại cái thế hệ cùng học trường nhạc của em, có ai nổi không? Hay là em nổi dạ, nhất? Dạ, thực ra là trong cái lớp của em thì có em, có Khali á anh. À, Khali à, cùng dạ, học đấy à? Dạ, vâng, cùng lớp với em, đó là học sinh chăm ngoan đó em, còn em cá biệt đó. À. Dạ, bạn cũng rất là chăm chỉ và có tố chất. Thì hiện tại lớp em thì, anh biết nhạc sĩ Tâm Vinh không? Không phải lớp em mà trước đó là chuyên về hòa âm phối khí. Hiện tại bây giờ còn hòa âm phối khí to cho những anh chị em nghệ sĩ nổi tiếng luôn á. Dạ, thì khóa trước đó của em, nhưng mà em nhớ cái thời đó đi học là gặp nhau đó. Còn lại là cũng khá khá, nhưng mà đa số mấy bạn làm ở cái phần sản xuất. À, vậy thì tóm lại là hôm nay giải tỏa một điều là Viu Anh không phải là chỉ vì là có điều kiện mà hành nghề mà còn có nghị lực nữa, đúng không? Em nghĩ là em sống được là nhờ nghị lực. Bởi vì anh biết không, từ nhỏ xíu là em đã có người muốn cưới hỏi đem qua nước ngoài đó. Lớp 11 là em có rồi đó. Nhưng mà hồi nhỏ xinh lắm đúng không? Dạ, em nghĩ là chắc cũng được. Xong rồi lúc đó em con nít thì em cũng nghĩ chắc không có gì đâu. Nhưng mà khi mà nhìn những cái ánh mắt khinh chê của dì đó, của dì của bạn đó đó, kiểu là nhà mày nghèo mà lấy được cháu tao rồi vậy, kiểu vậy, khi em mới nghĩ bụng chứ ủa, mình cũng có thể làm được ra tiền vậy. Đâu có nhất thiết phải lấy chồng thì mới có tiền. Xong rồi em nghĩ là ở quê hương của em, quê Phan Thiết cũng hãnh diện bởi vì có một ca sĩ nổi tiếng ở đó. Dạ, ở đó chỉ có mình em thôi. Rồi mọi người cũng hay nói mẹ em là cái bà đi trông ri ri mà cũng đẻ được cái con đi ok hề. Đâu Nghệ An đấy à? Dạ. Trông ri mà cũng của được con gái mà trông được hề. Nào anh, cái ngày bây giờ em ngồi anh với anh ở đây thì cái lần gần nhất em hát trên sân khấu là cách đây bao lâu nào? Dạ mới đây thôi, em vừa mới qua những cái chương trình làm ban giám khảo và cũng được hát lại những cái bài hit của mình. Thì cũng may mắn là mọi người nói rằng là tuy là rất lâu rồi em không có hoạt động một cách chuyên nghiệp nhưng mà vẫn giữ được cái phong độ của mình á. Thì em nghĩ rằng là tuy em không hoạt động thôi nhưng mà em vẫn âm ỉ. Dạ, vẫn luyện tập, vẫn mọi thứ. Một ngày của em rất là bận rộn bởi vì em cũng tập thể dục này ha. Em lo cho con, rồi em lo công việc kinh doanh của em, rồi em cũng lo hát nữa. Em lo đủ thứ trên đời. Dạ. Rồi, cảm ơn Viu Anh rất nhiều về một câu chuyện nó vừa là đời. Dạ. Mà đồng thời hôm nay người ta rất là hiểu thêm em. Và đồng thứ hai nữa là người ta thấy cái nghị lực của em. Bởi vì thật ra mà nói thì em có thể nghỉ hát mà em vẫn sống được đàng hoàng đúng không? Rồi, nhưng mà em vẫn yêu nghề mà vẫn gọi là bao nhiêu lần tái xuất. Thậm chí em nghĩ hát là ông xã em vui lắm. Ảnh có lẽ là lo lắng cho con cái. Và cũng cảm thấy vợ mình đi làm, vừa làm kinh doanh mà vừa làm nghệ thuật thì hơi cực. Cảm ơn Viu Anh. Dạ. Hy vọng sẽ còn gặp lại em trong những chương trình khác. Và mong là em sẽ cứ luôn luôn, cuộc đời em sẽ luôn luôn cứ tái xuất nhé. Dạ, đừng bao giờ bị hưu nhé. Dạ, vâng ạ. Em cảm ơn Đại Hoàng. Xin chào các bạn. Rất là tiếc là chương trình của chúng tôi đến đây đã hết. Mặc dù chúng ta nói chuyện với một cô ca sĩ rất là nhỏ nhắn, dễ thương, nhưng hóa ra câu chuyện nó rất là sôi nổi, vui vẻ và chúng ta hiểu hơn được cô ấy. Xin chào và hẹn gặp lại.